kìa, cô đi ra, cô đi ra, cô đi ra, cô đi 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 ra, ra, ra. Đi đi đi, cô đi ra ngoài, cô ơi, từ từ, bình tĩnh chị, bình tĩnh ấy à. Quá lại đi cô. Chị đó bị sao mà lại đánh cô vậy cô? Nó bị tâm thần. Lúc nó lên cơn thì cô vô trong nhà nó đánh cô, đánh đập cô. Đó. Đánh cô nhiều, chị đấy đã nhiều lần đánh cô chưa? Ừ, đánh nhiều lần rồi. Cọ xương đầu, nó bóp cổ nữa. Nó gặp lưỡi chai nước, lưỡi gì nó đập trên đầu nữa. Và có lần đánh cô xương đầu, rồi bóp cổ, lấy chai nước đập cô giống như hồi nãy đập cháu đó đúng không? Trời ơi, cái hoàn cảnh này phải nói là rất là đáng thương luôn mọi người ơi. Tại vì bây giờ là chị đó đâu có biết cô là ai đâu đúng không? Không biết cô nữa, không nhận ra mẹ nữa. Đó, mọi người thấy đó, thấy tội nghiệp không? Chính mẹ ruột của mình luôn mà chị đó còn... Những khi chị đó lên cơn mà chị đó đánh mẹ ruột của chị đó như vậy đó. Thì hồi nãy là có mình can, rồi chị đó lấy cái chai ném vô trong tay của mình. Chứ lúc đó mình mà không can là chắc... Coi chừng là chị đó đánh mẹ của chị đó luôn. Chào tất cả mọi người nhá. Mình là Trọng đây. Thì hiện tại bây giờ là Trọng đang có mặt tại địa chỉ là thôn 9, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Ngày hôm nay là Trọng quay lại đây để thăm lại một cái hoàn cảnh. Thì cái hoàn cảnh này là ở trong những cái video trước á, là Trọng đã chia sẻ lên cho mọi người xem rồi. Thì có một người mẹ già và một người con gái bị tâm thần. Thì hai mẹ con ở trong cái nhà đó á. Nhưng mà cái chị đó, chị bị tâm thần nặng. Thì chị không nhận ra chính mẹ ruột của chị đó luôn. Mỗi lần mà mẹ của chị đó là đưa cơm cho chị đó là chị đó đánh. Nên là cái người mẹ không có dám ở trong nhà mọi người. Hằng ngày là phải ngủ ở ngoài trước nhà, ngoài sân nhà. Thì thấy rất là tội luôn. Thì sau gần 2 tuần Trọng chia sẻ video lên á, thì cái hoàn cảnh này được khán giả và Mạnh Thường Quân quan tâm rất là nhiều. Thấy mẹ già như vậy mà lại phải nuôi người con tâm thần mà tâm thần nặng như vậy á, thì thấy rất là thương. Nên là Mạnh Thường Quân có gửi cho Trọng một số tiền. Thì ngày hôm nay thì Trọng quay lại đây để Trọng thăm lại gia đình. Và tiện thể là Trọng trao cái số tiền đó cho gia đình của cái cô này. Thì mọi người tiếp tục theo dõi cái video này nhá. Thì hiện tại bây giờ là Trọng tới nhà rồi nha mọi người. Không biết là cô ấy có nhà không ta, hay là đi lượm ve chai rồi. Cô ơi, à đang làm gì vậy cô? Làm lửa nấu canh. Đang làm gì? Làm lửa. Làm lửa nấu canh hả? Ừ. À, cô ăn sáng chưa? Chưa. Ừ. Bây giờ mình nấu đồ ăn sáng đây đúng không? Ừ. Cô ra đây nói chuyện với cháu một tí nhá. Chút xíu rồi mình làm đi. Cô đi ra ngoài này với con. Cô còn nhớ cháu không? Còn. Thế cháu tên gì? Cháu ở Tân Trọng. Thế còn em này tên gì? Kiệt. À, nay mình có đi làm không cô? Có. À, đang chuẩn bị ăn sáng à? Ừ, đang chuẩn bị ăn sáng, ăn cơm xong rồi mới đi. À, thế nay mình đi lượm ve chai hay là mình đi đâu? Đi rừng, đi kiếm rau, kiếm gì. Đi rừng hả? Ừ. Kiếm rau hả? Ừ. À, kiếm rau về ăn à hay là bán? Kiếm rau để về ăn. À, thì con gái của cô đâu rồi? Trong nhà. Trong nhà hả? Ừ. Sao cháu không thấy? Mọi ngày là hay đứng ở cái cửa này mà sao bữa nay lại không thấy ta? Cứ chắc sợ nó ôm, nó ngủ cũng chưa này chưa dậy. Bây giờ cô mở cửa ra cho cháu vào cho thăm nhé. Ừ. Cho bà cho thăm chị đấy xem thế nào. Ừ. Thì mọi ngày là chị ấy là chị hay cứ hay đứng ở cửa đi qua đi lại, đi qua đi lại mọi người. Sáng giờ cô có thấy chị đấy không? Chưa. Sáng cô mới cũng mới dậy luôn đúng không? Ừ. Thì Trọng ngày hôm nay Trọng quay cái video này là rất là sớm luôn mọi người ơi. Đi, bây giờ mình sẽ vô trong này. Chị ca hẻo đúng không? Ừ. Ồ trời ơi.
Sáng giờ chưa dậy luôn à? Chưa. Đâu cô đi vào đây cô. Sáng giờ cô có kêu dậy chưa? Cô kêu mà không kêu dậy, không dậy. Cô thử vào cô kêu xem chị đấy còn tỉnh không hay là lại thế nào rồi? Cô nó yêu chết đó hả? Chào chị. Trời ơi, chị đó đang ngủ nè mọi người. Nhìn thấy tội không? Kêu chị đó dậy ăn cơm đi. À cô ơi, nhà viên lắm á. Cô ơi. Trời ơi mọi người ơi. Chắc chị đó đang ngủ. Dậy đi chị ơi. Đây là cái cảnh mà trong cái phòng của cái chị đó nha mọi người. Trọng đi vô trong này thì Trọng ngửi thấy mùi rất là hôi luôn. Tại vì chị đó đi vệ sinh tất cả các thứ ở trong này luôn. Đi tiểu rồi đi cầu tại đây rồi như vậy. Hay là chị đó bị sao vậy? Hay là cô bị ốm không? Cô thử sờ chán xem có nóng không? Chị đó đang lạnh à? Ừ, nóng quá. Nóng nhiều không? Ừ. Nóng quá à? Ừ, nóng quá. Kìa, cô đi ra cô. Đi ra. Đi, cô đi ra ngoài cô. Ôi, từ, bình tĩnh chị. Bình tĩnh. Ra đi em. Ây da. Đấy. Quá lại đi cô. Cái chai này vụt vô tay cũng đau phết á. Không sao đâu. Không sao đâu. Cô ơi, lại đây cô. Cô ơi. Cô lại chai chiều chưa? Không cần đâu cô. Thế tại sao này chị đấy lại đánh cô? Không biết. Đây là đang lên cơn đúng không? Ừ. À. Đây chị đó cầm cái chai. Chị đó cầm cái đôi đũa kìa cô né ra. Chị đó lại đâm cho một cái thì cơ mà. Chị đó cầm đôi đũa thấy nguy hiểm quá mọi người. Trời ơi. Đó mọi người thấy đó. Thấy tội nghiệp không? Chính mẹ ruột của mình luôn mà chị đó còn. Những khi chị đó lên cơn mà chị đó đánh mẹ ruột của chị đó như vậy đó. Thì hồi nãy là có mình can, rồi chị đó lấy cái chai ném vô trong tay của mình. Chứ lúc đó mình mà không can là chắc coi chừng là chị đó đánh mẹ của chị đó luôn. Đó là lúc là lên cơn à cô? Lúc lên cơn thì không phải. Trước giờ đánh cô nhiều chưa? Nhiều rồi, đánh mấy lần luôn đấy. Cô khóc à? Ừ. Trời ơi. Mỗi lần lên cơn là lại đánh cô? Thế mọi ngày cô đem cơm vào là cô đứng ngoài cô đem hay là cô vào trong luôn? Cô vào trong luôn, cô lơi một tí là cô đang đi một tí là cô về, cô ra ngoài. Nhưng mà cô ở lâu thì đánh cô. À, cô vào trong cô để phát cô đi ra luôn? Ừ, đi ra luôn. Thấy nguy hiểm quá. Đó cũng may cái đó là cái chai nước này là cô cho chị đó uống đúng không? Ừ. Cũng may là trong đó không có cái cây gì ấy mọi người. Phải mà có cái cây gì, cây gỗ gì mà cô đấy mà chị đó mà đập một chắc là bể đầu luôn đấy cô. Trời ơi. Thì bây giờ là cô đang chuẩn bị để đi rừng đúng không? Ừ. Thì thế thì cháu sẽ quay cái video này nhanh gọn lẹ thôi. Cháu còn để thời gian cho cô đi rừng. Ừ. Thì là ngày hôm trước á, là nhóm của cháu có quay cái video về chị Ca Hẻo này. Ừ. Thì Mạnh Thường Quân và khán giả bên cháu thấy chị Ca Hẻo mà bị khùng như vậy á. Ừ. Rồi thấy cô rồi mà có nhà mà cô không có ở được mà cô phải ngủ ngoài này. Ừ. Khán giả cũng rất là thương cô. Nên là họ cũng gửi cho cháu một số tiền á. Ừ. Để cháu ngày hôm nay đi lại đây để trao cho cô cái số tiền đó. Ừ. Thì
Bây giờ là Trọng sẽ đọc danh sách Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình của chị Ca Hẻo. Cô là ca gì nhỉ? Ca Cọ. Ca Cọ. Anh Vũ Minh Tâm 10 triệu. Anh Dũng Mạch ở Úc 200 đô Úc là 3.292.000. Chị Hoàng Yến ở Úc 3 triệu. Chị Lê Thị Thu Vân 2 triệu. Chị Huỳnh Thị Kim Sa 1 triệu. Bạn Xuân Phương 300.000. Em Phạm Minh Quang 150.000. Tổng số tiền Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình hoàn cảnh này là 19.742.000. Thì đây là danh sách Mạnh Thường Quân mọi người. Trọng sẽ cho mọi người xem danh sách trực tiếp ở trên điện thoại của Trọng luôn. Thì tất cả cái số tiền mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn á, là Trọng khi mà Trọng trao tiền là Trọng đều đọc tên và đọc số tiền rõ ràng và minh bạch. Thì nói về độ uy tín thì làm việc với Trọng thì mọi người cứ yên tâm nhá. Thì bây giờ Kiệt đưa tiền cho anh Kiệt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 triệu 5, 19 triệu 7, 742 ngàn. Nhưng đây là cháu trao là 50 luôn nhá. Thì đây là số tiền của Mạnh Thường Quân ở bên cháu. Họ xem cái video này, họ thấy thương cho cô và con gái của cô thì họ gửi cho cô. Bây giờ là cháu trao cho cô nhé. Cô cảm ơn hai cháu, nhân chúc gia đình của cô rất nhiều. Tôi xin cảm ơn gia đình nhà Mạnh Thường Quân. Cảm ơn tất cả, cảm ơn giúp đỡ gia đình của tôi rất nhiều. Chúc Mạnh Thường Quân sức khỏe rất nhiều. Bây giờ con dặn cô nhá. Bây giờ là cái số tiền là 19.750.000 này thì cô sẽ để dành rồi cô mua gạo, cô mua đồ ăn trong nhà. Bây giờ chị đó ở trong đó, cô cháu thấy chị đó không có cái giường cô. Cô lấy cái tiền này cô đi mua cái giường nhá. Nếu mà mua giường thì sợ nó đập hết đấy. Đập hả? Ừ, sợ nó đập hết đấy. Có đập được không? Đập hết mà. Trước giờ cô có mua giường chưa? Cô mua một cái nó đập hết rồi. Cô mua giường sắt đấy. À, giường sắt mà đập hết à? Đập hết. Thế thì chắc là thì cô mua cái nệm đi. Cô mua cái nệm khác, cô thay cái nệm cho chị đó nhá. Cô thấy cái nệm đó cũ lắm rồi. Với lại bây giờ là có cách cái nào mấy cái rồi mua 3, 4 cái rồi nó sẽ hết. Nhưng mà bây giờ cứ lấy cái tiền này mua cái nệm mới cho chị đó đi. Mua cho chị đó ít quần áo nữa để trong đó tự đó chị đó thay, chị đó có biết không? Biết thay quần áo không? Con biết. Chị này này. Con biết. Cô để quần áo trong này chị đó có lấy chị thay được không? Cô bỏ đây nè, tôi mà đi lợi thay. Nhưng mà tại vì sao bây giờ cháu vẫn thấy mặc đi mặc lại một bộ quần áo mà? Có, cái quần thì thay, còn cái áo thì... Cái áo đỏ vẫn mặc mà? Vẫn mặc. Rồi, thế thì bây giờ cháu dặn lại cô một lần nữa nha. Bây giờ là Mạnh Thường Quân ở bên cháu. Họ cũng phải là đi làm rất là vất vả. Thì họ mới có được cái số tiền này để họ giúp đỡ cho gia đình của mình, để cho cô nuôi con của cô. Nên là số tiền này là cô tiêu xài tiết kiệm thôi nha. Đừng có phung phí hay là đừng có cho ai mượn hay là đừng có cho ai nha. Chỉ để nuôi con với cả cô thôi. Cô hiểu chưa? Hiểu rồi. Dạ. Cô cảm ơn hai cháu rất nhiều nha. Dạ. Thì cháu cũng chúc cho cô và gia đình của cô có thật là nhiều sức khỏe. Số tiền này cất đi cho nó kỹ nha. Con gái của cô là nhà gần kế bên đây mà đúng không? Con gái ruột á. Thì chút xíu nữa mình, nếu mà mình ấy thì mình đưa tiền cho con gái của mình họ giữ cho. Bây giờ mình già rồi, giờ mình giữ tiền như vậy thì cũng nguy hiểm đấy. Đáng lẽ ra là Trọng phải dắt cô này đi để gửi cái tiền này vô trong sổ tiết kiệm á mọi người. Nhưng mà tại vì Trọng làm cái gì cũng phải xem cái tình hình thực tế. Tại vì ngân hàng ở đây cách đây rất là xa. Và cây ATM ở cách đây rất là xa luôn. Mà Trọng đi Trọng gửi vô rồi đến lúc mà cô đi rút tiền thì đâu có xe cộ các thứ để đi rút tiền đâu mọi người. Nên là gửi tiền vô trong tiết kiệm thì đối với hoàn cảnh này thì không thể gửi được. 19 triệu thì chút nữa là mua nệm, mua gạo, mua đồ ăn với các thứ ở trong nhà. Vâng. Bây giờ mình kêu chị đó ra thì cháu chào chị đó thì cháu về luôn được không nhỉ? Chắc không ra được. Chị ơi!
Cô kêu bằng tiếng đồng bào cô đi, xem chị đi biết không? Yeah, mát lịch đúng rồi mát. Cô kêu đi cô. Mát lịch mát. Nhé. Mát lịch nè. Chị đó không ra được cô ơi. Cô gọi cho hỏi cô cái này nhá. Mà suốt là bao nhiêu năm qua cô một mình mà nuôi người con gái tâm thần như vậy thì cô có buồn không? Hay là suy nghĩ của cô như thế nào? Cô chia sẻ cho con biết đi cô. Cô có suy nghĩ buồn mà. Cô già rồi, cô tuổi già sức yếu rồi, cô không làm được cái gì thì cô ở nhà. Cô không đi rừng đi núi thì không đi được nữa. Cô nói vậy ạ. Cô không hiểu nhiều với cô nói vậy thôi. Mà hoàn cảnh cô thì cháu cũng thấy. Dạ. Ý cô là cô phải vừa lo cho con, rồi đến nào là cô cũng phải thức trắng. Rồi nên là cô bây giờ cô cũng già rồi, nên là tuổi già sức yếu nên là không có đi rừng được nhiều. Cô thì già rồi, chân tay thì bị đau, trong người thì bị đau. Còn chân tay của cô bị sao? Bị xương khớp ấy. À. Đúng rồi. Ở trong cái video trước là cô có nói với cháu là cô bị đau nhức xương khớp à? Ừ. Đau nhức là đau như thế nào? Cô miêu tả cho nghe xem nào. Từ gót đến lưng nè. Đau xương khớp. Tay có đau không? Không. Lưng có đau không? Có đau lưng chứ. Có đau lưng lên đau lưng rồi đau ngang như vậy nè. Lúc thì không có thuốc uống thì cứ đau hỏi. Cô bị đau rồi nhưng mà từ trước giờ là mình lại không có tiền để mình mua thuốc uống. Không có tiền. Thế cái lý do tại sao là cô lại bị đau nhức xương khớp? Cô cũng không biết. Nhưng mà có phải đau nhức xương khớp không? Ừ có chứ. Cô có đi khám lần nào chưa? Đi khám ở Lộc Thành rồi. Khám bệnh viện à? Không, đi khám gần đây thôi. Đâu có tiền đi bệnh viện đâu, đi gần thôi. Người ta nói bị sao? Bị xương khớp, đau xương khớp, đau nhức xương khớp. Cô khám lâu chưa? Lâu rồi, cách đây 2-3 năm rồi. Cô đi khám lâu rồi. Cách đây 2-3 năm là đi khám bị đau nhức xương khớp. Nhưng mà hiện tại bây giờ là đau nhiều không cô? Có chứ. Nhưng mà cho vẫn thấy là cô đi đi lượm ve chai được mà. Cô lượm ve chai thì lâu lâu mới đi một lần. Đi rừng thì thế nào? Đi rừng thì lúc có mang cô mới đi rừng. Còn bùa đót thì tới bùa đót mới đi. Còn mùa nào họ có cà phê thì tới họ thu hết cà phê rồi họ mà cô mới đi mót. Cô xin đi mót. Nhưng mà cô bị đau xương khớp như vậy thì mình có mót được nhiều hay làm được nhiều không? Ít thôi, nếu mà được thì 2-3 kg thôi. Nhiều thì 2-3 kg thôi. Thế là cô bị đau nhức xương khớp mọi người. Thì hay là bây giờ thế này. Đúng rồi. Thì để cháu mua thuốc xương khớp cho cô uống nhá. Cô có uống không? Cô có chịu uống không? Nếu mà cháu mua thuốc cho cô thì cô uống. Thì tại vì cháu cũng có quen một cái nhà thuốc. Cháu chỉ là quen biết thôi. Một cái nhà thuốc thì cháu cũng đã từng rất là nhiều lần là cháu đi mua thuốc cho mấy người già rồi. Họ uống thì cũng rất là tốt. Nên là tại vì sắp tới là cháu có dịp cháu đi ra ngoài nhà thuốc á, ngoài miền núi phía Bắc á. Thì cháu sẽ ghé vô để cháu mua cho cô. Thì sắp tới là anh em Trọng là có đi ra ngoài Hà Nội công tác một chuyến. Thì có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt luôn mọi người. Ở ngoài miền núi phía Bắc thì họ liên lạc cho Trọng để cầu xin Trọng giúp đỡ. Nhưng mà thì đã nhiều lần Trọng từ chối rồi. Trọng nói là tại vì Trọng ở trong miền Nam thì Trọng ở trên Tây Nguyên. Trọng chỉ giúp được những hoàn cảnh ở Tây Nguyên thôi. Còn những cô chú ông bà nào ở xa quá là Trọng không giúp được. Nhưng mà họ... cái hoàn cảnh này thì họ cầu xin Trọng, họ nói là nếu mà Trọng không giúp được họ thì chắc có thể là họ sẽ chết và không sống được các mọi người. Nên là bây giờ anh em Trọng đã quyết định và suy nghĩ là sẽ đi ra ngoài tỉnh miền núi phía Bắc một chuyến á, vì Trọng quay video Trọng giúp. Thì tên thầy thì bọn cháu đi quay video rồi cháu ghé vô để cháu lấy thuốc cho cô luôn, cho cô uống. Bây giờ là cô miêu tả cô đau nhiều như thế nào, cô miêu tả cho cháu đi rồi cháu ra ngoài đấy rồi cháu nói với thầy thuốc. Cô bị đau đau ở gót chân, đau cổ chân, đau gót chân, cổ chân. Ở cổ chân là đau lưng, đầu gối nè. Đau lưng nè. Cô đau vậy.
đau hết nhưng hết mà một bên luôn. Lúc trước là cô đi khám một lần rồi là người ta nói là bị xương khớp đúng không? Ừ. À rồi. Ừ. Thế thì để cháu sắp xếp rồi cháu ra ngoài đó rồi còn thời gian thì cháu sẽ vào cháu lấy cho cô. Ừ. Thì nói chung là chắc chắn là cháu sẽ mua cho cô. Ừ. Nếu mà cháu không vào đó lấy được thì cháu sẽ gọi rồi cháu mua thuốc cho cô. Ừ. Cô cứ yên tâm nhá. Ừ. Thì đối với cái số tiền mà cháu trao cho cô thì cô sử dụng cái số tiền đó rồi cô mua cho chị đó một cái nệm nhá. Ừ. Nệm sạch sẽ rồi chị đó ở trong đó chị đó cần cái màn không? Không, nó, nếu mà có cái nọ thì nó xe hết. Xe hết à? Ừ. Thì cô mua cái nệm mới, cái gối mới cho chị đó nhá. Ừ. Thì là bây giờ là anh em Trọng sẽ về nhà để chuẩn bị vài ngày nữa là Trọng đi ra ngoài Hà Nội. Rồi Trọng vô Trọng lấy thuốc cho cô ca cọ luôn. Thì Trọng cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Ok mọi người, thì hiện tại bây giờ là Trọng đã đi tới nhà thuốc rồi nhá. Bây giờ là Trọng sẽ vào trong đó rồi Trọng lấy thuốc cho cô ca cọ luôn. Như là mấy ngày trước thì Trọng đã hứa là Trọng sẽ mua thuốc cho cô đó á, tại vì cô đó nói là bây giờ cô bị đau nhức rất là nhiều, không có thể làm gì được á. Mình nghe cô nói thì mình cũng rất là thương. Thì bây giờ Trọng sẽ vào trong đó thì mọi người tiếp tục theo dõi cái video này cùng Trọng nhá. Trọng phải tranh thủ nhanh mọi người, tại vì chiều nay Trọng còn phải đi về sớm nữa. Cháu chào bà. Dạ. Vâng. Cháu đi bốc thuốc hay là đi khám bệnh ạ? À. Ôi thế bà Lan hôm nay có nhà không bà? Bà Lan có ở nhà. Bà Lan ở dưới kho. Dưới kho à? Kho nào bà? Kho dưới này này. Kho này đây ạ? À? Dạ. À, để cháu xuống cháu gặp bà Lan một tí nhá. Vâng. Vâng, cháu chào bà nhá. Dạ. Giờ Trọng đi xuống dưới kho mọi người. Kia rồi. Trọng nhìn thấy chị Hà với cả bà Lan này. Em chào chị Hà nhá. Cháu chào bà Lan nhá. Vâng. Dạ. Dạ. Em lần này ra công tác ngoài này à? Vâng, tại vì em ra ngoài này có việc á. À. Tiện thể em ghé thăm đây, em thăm nhà thuốc mình một tí mà. À, rồi rồi. Thế thì chị đang kiểm tra cái vị thuốc cho nó khô chưa? Thế thì em lên nhà uống nước để đợi chị tí, chị đang rửa tay. Vâng, vâng. Thì chị cứ làm đi, làm xong rồi chị em mình lên chín ngồi nói chuyện một tí. Vâng. Ý là xem nó có đủ khô chưa chị? Đúng rồi, xem nó khô chưa. Là... khô là quá khô rồi. Chị cột lại cho nó phải à, bảo quản mà. Cái này mình phải cột lại thế này, không có là nó hư mất. Hơi nó ẩm à? Đúng rồi. Không cột lại là mốc đúng không? Mình sao xong là mình phải cho nó hở ra đó. Nó hơi nó nguội. Không có mình cột ngay vào. Cột vào, bảo quản thôi. Vâng. Đấy, cái này thì nó không hư được. Thì em cũng ra ngoài này thì cũng có việc nhờ đến bên chị. À, rồi. Thế bữa nay Trọng ra lấy thuốc à? Vâng. Thì... công tác thì ghé qua thì lấy thuốc cho đúng rồi. Làm từ thiện cho bệnh. Chính xác. Ừ. Bữa nay em đi ra ngoài miền núi ngoài này nè. Em giúp cho cái hoàn cảnh kia. Tại vì cái hoàn cảnh đấy thì ở xa em lắm, nhưng mà cũng nhiều lần thì em cũng từ chối rồi tại vì xa quá. Nhưng mà họ điện thoại rồi họ khóc rồi họ năn nỉ, họ van xin em mà. Xong rồi em ra ngoài đấy em thăm rồi em giúp cho họ. Thì mình giúp được họ đến đâu thì mình giúp, thì làm đúng cái lương tâm mình em ạ. Vâng. Ừ thôi thì em cứ lên nhà uống nước, chị rửa tay đi xong chị lên. Dạ dạ dạ. Cháu Trọng lên nhà đi, lên nhà để uống nước đi. Vâng vâng. Trước giờ thì là Trọng quay rất là nhiều video, thì Trọng cũng đi ra ngoài này mấy lần Trọng lấy thuốc cho những cái hoàn cảnh rồi. Nên là khán giả họ xem thì họ biết rồi á mọi người. Nên là Trọng quay tới những cái hoàn cảnh nào mà bị đau nhức là khán giả sẽ bình luận là Trọng ơi sao không đi ra ngoài kia rồi lấy thuốc cho cô hay lấy thuốc cho bà, lấy thuốc cho ông này. Nhưng mà mọi người, tại vì quãng đường mà từ nhà Trọng mà đi tới ngoài này phải nói là nó rất là xa. Và mỗi lần đi ra ngoài này nó rất là tốn kém luôn đó mọi người. Nên là những cái hoàn cảnh nào mà thực sự là đặc biệt á thì Trọng mới có thể Trọng lấy thuốc được. Còn những hoàn cảnh mà bình thường mà hoàn cảnh nào mà Trọng cũng lấy thì chắc là không có thể nào đủ kinh phí, đủ khả năng mà để Trọng ra ngoài này. Ra ngoài này nào là tiền máy bay, rồi bay ra tới Hà Nội rồi mình phải bắt taxi vô tới trong này. Đủ thứ luôn mọi người, vừa tiền bạc rồi vừa chi phí rồi vừa thời gian. Nên là nó rất là khó. Vì vậy là mọi người xem cái video của Trọng, nếu mà mọi người thấy được cái
cái công sức mà Trọng bỏ ra thì mọi người hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho Trọng nhá. Thì Trọng chỉ cần nhiêu đó thôi là Trọng vui rồi mọi người. Xong xong chưa chị? Xong rồi, thế thì lên nhà uống nước đi Trọng. Dạ, đi. Lên nhà uống nước đi Trọng. Vâng, vâng. Xong dạ. Rồi đi em, đi. Trọng vẫn nghe béo cơm đẹp dài rồi. Béo không? Nhưng mà nếu mà so với đợt trước ra thì có khi hơi đen. Giờ này chắc tại vì cháu đi suốt mà. Giờ này cháu đi quay cứ một tuần mới về. Ra ngoài Bắc này nắng nóng nhỉ em nhỉ? Không, ngoài này nó mát hơn ở trong Nam chứ. Đi, bà uống nước nhá. Bữa nay em thấy hai bà này là lạ chị. À đây hai bà, các bà trẻ trong họ mà. Bữa nay dạo nay bệnh nhân các tỉnh gọi về nhiều quá để bốc thuốc gửi cho bệnh nhân nhiều, thế là mới nhờ các bà trẻ đến đây để bốc thuốc làm thế này. Cái này chị làm sẵn rồi để gửi cho các bệnh nhân đây. Thế là dạo này là người ta đặt hàng nhiều quá. Đúng rồi, nên là phải ấy thêm. Không, nhưng mà em đi từ xa vào em nhìn em cứ tưởng bà Lan nhá. cháu nhìn bà cụ cháu tưởng bà Lan. Vâng. Chúng mình chắc là tại mặc quần áo giống nhau á. Đi, thế chị em mình qua đây nhá. Vâng. Bữa này là không đun cái loại bổ thận nữa, cái này là bổ gan này. Cháu uống nước đi. Cái vâng. Này là cái này đấy, cái thuốc là... đấy là bổ gan, mát gan, mát gan giải độc. Đào thải độc gan. Vừa là thuốc vừa là trà luôn hả? Vừa trà đấy. Đây. Làm cho vào túi lọc cho nó tiện. Vâng. Thế là mình ăn cơm chưa? Mình ăn cơm buổi trưa chưa bà? Chưa ăn à? Dạo gần đây thì thời tiết ở ngoài này thế nào bà? Có mưa không? Ít mưa. Ít nắng, mưa. Nắng lắm. Trong cháu thì dạo này là mưa suốt mà buổi chiều mưa là phải mưa tới tận tối mới ngừng. Nhưng mà buổi sáng mà lúc chưa mưa là nắng vỡ đầu luôn. Ở đây cũng nắng lắm, ở đây nắng. Nhưng mà hình như ở mấy ngày hôm nay là nắng chạng. Hình như ở ngoài Bắc của chị là chỉ có hai mùa đúng không? Ôi, bốn mùa đi em. À, bốn mùa, đúng rồi. Ngoài này là bốn mùa. Mùa nhưng mà... đông hạ. Đúng rồi, quên. Ừ, nhưng mà khó chịu nhất là mùa hè, với mùa đông nó rét kinh khủng lắm. Nhưng mà ở trong em là chỉ có hai mùa thôi, nắng và mưa thôi. Thế hôm nay em ra bốc thuốc cho cái hoàn cảnh nào à? Hay là ra vào thăm gia đình chị thôi? Vâng, thì em ghé vào đây thì là trước tiên là cũng thăm gia đình của mình. Nhưng mà tiếp theo nữa thì tiện thể là em vào đây rồi em bốc thuốc cho một cái hoàn cảnh ở bên em. Rồi. Thì cái hoàn cảnh này là em cháu miêu tả sơ qua bệnh nhân cho bà Lan nhá. Rồi. Thì cái bà này là bà là người đồng bào dân tộc thiểu số. Rồi. Là bà ở trên rừng á. Thì là bà năm nay là bà gần 60 tuổi rồi. Là từ bé tới giờ là bà đấy là bà hay đi rừng. Rồi hay đi lội bộ dọc đường lượm ve chai. Nhưng mà mỗi lần mà bà lượm ve chai với cả đi rừng á, là bà đi rừng á, là bà vác cây rồi vác măng nó rất là nặng luôn. Thì bà đấy cũng có một cái hoàn cảnh rất là đáng thương. Thì cháu cũng quay mấy cái video cháu giúp đỡ cho gia đình bà đấy nhá. Thì bà đấy có chia sẻ với cháu á, là bà bị đau nhức. Thì bà đấy miêu tả là bà bị đau nhức khớp gối này, rồi khớp cổ chân này, rồi tay. Tại vì do ngày xưa là bà đấy đi rừng nhiều nên là bây giờ là bà đấy bị đau nhiều. Nhưng mà cháu nghĩ là bị xương khớp nhưng mà không biết là đấy phải mà. Không, tại vì cái đấy thì chắc là bà Lan mới biết được. Ở đây nói chung ấy, về người dân tộc hay người miền xuôi chỗ nào ấy, bây giờ đã có tuổi rồi thì nó đau nhức đầu gối rồi đau thoái hóa cổ lưng vai gáy cái. Nói chung là hàng ngày cô Lan rất tiếp xúc nhiều với những cái đơn các bà đau thoái hóa cổ lưng vai gáy nhức các khớp xương như thế. Nhưng bà này vẫn còn trẻ thôi, vẫn có 60 tuổi thôi. Nhưng mà chắc là có thể do bà là nặng nhiều. 60 tuổi là cái điểm nó thoái hóa xương khớp đấy em ạ. Nhưng mà thế là cái căn bệnh hồi nãy là có phải là về phần xương khớp không? Tại vì em nghe bà kể thôi chứ em nghe bà kể với cả em thấy bà đau thôi chứ em không phải là thầy thuốc á. Nên là em không thể biết được là bị bệnh gì. Em nói qua đấy là bọn chị biết được, tại vì nhà chị ngày nào cũng bốc thuốc xương khớp mà chị nói qua là cái triệu chứng là chị hiểu rồi mà. Người ta chỉ cần kể đau lưng hay là đau cổ hay là gì mình đã biết được người ta thoái hóa cổ lưng vai gáy rồi. Hay người ta nói là mình đau chân là đi một lúc không đi được là mình biết là người ta ảnh hưởng thần kinh tọa rồi. Vâng. Đây là cái bà đấy này bà Lan. Nhưng mà nhìn mới có 60 tuổi thôi nhưng mà nhìn trông cũng... già thế. Vâng. Tại vì có hai mẹ con. Bà này thì bà có thêm một đứa con gái năm nay là 22 tuổi nữa. Nhưng mà đứa con gái bị tâm thần.
bà phải nhốt đứa con gái này vô trong nhà. Hai mẹ con là chỉ có một cái nhà thôi nhá. Nhưng mà bà này lại phải nhốt con gái trong nhà đấy, bà không dám ngủ trong nhà, tại vì mỗi lần bà vào trong nhà là đứa con gái này lên cơn là đánh bà đấy. Bà đấy phải ngủ ngoài sân, ngoài bếp. Quá là khổ. Không có cái đau nào, cái đau mà mẹ dứt ruột đẻ ra con, mà một khi con lại bị bệnh mà không nhận được ra mẹ mà lại đánh mẹ, mà không cho mẹ ngủ trong nhà. Cháu còn bị đánh cơ mà. Thế á? Bữa đấy, bữa đấy cháu vào đấy thăm. Xong bắt đầu cái chị này, chị đòi đánh mẹ của chị đấy. Xong bắt đầu cháu đứng ra can, thế là cái chị đấy cầm bình nước thì vụt vào người cháu. Ôi trời. Tóm lại là gọi là đã nói đến thần kinh thì người ta chẳng biết là không biết là cái người nào là cái người thân của gia đình mình nữa. Vâng. Đấy. Cực nhỉ, có thế con có chồng con gì không? Không có chồng, hai mẹ con thôi. Hoàn cảnh thì cũng rất là tốt. Thế mà chỉ có nhặt ve chai thôi mà nuôi cái chị ốm đau. Nhặt ve chai. Đau nhức xương khớp, các khớp là gì? Đúng rồi. Nếu mà nhiều đau nhiều cái khớp gọi là viêm đa khớp, nhiều khớp là gọi đa khớp. Thì vâng. Đấy thì chị rồi. Thế em cứ ngồi đây nha để chị đi bốc thuốc cho bác này, không có lại như vậy thôi được trước mà lấy mà lại trễ giờ máy bay của em. Vâng vâng, thế thì giờ đi mình đi bốc thuốc luôn, em xem luôn, em xem rồi ấy luôn. Vâng. Dạ. Dạ, vâng. Bà cứ uống đi bà. Thế mấy cái thuốc này là mình chuẩn bị gửi đi hay là sao đây bà Lan? À vâng, đấy những cái thuốc đấy bốc sẵn đấy từng một liệu trình đấy là vâng. Gửi đi cho bệnh nhân ở khắp miền Tổ quốc, ai có nhu cầu có địa chỉ điện thoại là cô Lan gửi. Vâng, để cháu vào cháu xem nhá. Vâng. Cháu quay cho khán giả cháu xem. Thế bà có sợ lộ bí quyết không? Không. Ôi rồi lộ bí quyết là anh phải học hàng mấy năm mới được. Chứ không phải anh bảo học một ngày mà được lộ bí quyết ra thì có người ta học hết rồi. Vâng. Đây, cái thuốc của cái bác đấy là khớp này phải mà đau nhiều lắm đấy nhá. Ừ, đây. Đây là cái này mà cơ bản là cái tổng hợp rồi này. Vâng. Tổng hợp thì bây giờ chị phải đau khớp thì phải bốc thêm cái này thang này. Vâng. Đây cũng như mọi lần. Nhức nhiều thì phải thang cái nhức nhiều. Như cái vâng. Này là nhức này, cái này khớp thì cho này. Đây. Rất là nhiều vị. Và đấy đau nhiều lắm. Đau nhiều thì đấy. Khổ cái người đã hoàn cảnh rồi, người ta đã khổ rồi, không có tiền để bốc thuốc rồi mà lại càng để nó càng đau, càng để nó lại càng bệnh, càng nặng, lại càng vâng. Phải nhức nhiều. Dạ. Bốc nhiều. Đấy, có là đây là tổng hợp bốc rồi, bây giờ thang cho ông ấy nhức đây nhiều cho bà ấy. Đây là tổng hợp đây này, trọng nhìn xem, rất nhiều vị đây này, đây mỗi một loại. Đây này, cái này tổng hợp nhiều mấy vâng. Chục vị rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ bác cái bị đau khớp thì phải bốc chuyên sâu vào nữa vâng. Thì lại thang lên cái này. Thang dạ. Những cái nhức mà đau nhiều. Đau nhiều chỗ nào vâng. Đây này, khớp gối này. Thế bà ấy có sưng viêm không? Viêm đa khớp này. Dạ. Có sưng không? Không sưng, nó chỉ đau thôi chứ nó không sưng bà. À thế. Vâng. Nếu mà nó sưng, nó đau thì mình biết là viêm đa khớp thì mình thang thêm cái sưng xuống để cho nó uống xuống để cho nó tiêu cái dịch đi, tiêu được cái dịch là nó mới khỏi nhức. Vâng. Nếu mà còn cái dịch là nó sẽ nhức. Vâng. Ừ. Mỗi lần mà Trọng đi ra ngoài này là Trọng có một cái cảm giác rất là dễ chịu mọi người. Tại vì cái mùi thuốc á rất là thơm luôn. Nó rất là dễ chịu. Thơm. Anh nói cái câu cũng công nhận là thơm, tại vì vâng. Thuốc của cô toàn là sao này mà phơi cây to phải nạo bỏ cái vỏ đi xong mình phơi làm rất cẩn thận. Đấy anh xuống anh thăm kho của cô Lan anh thấy không? Vâng. Thuốc làm rất cẩn thận, bảo quản cho vào lên giá rồi thì lồng 1-2 cái túi bóng vào mới làm. Còn cô tổng hợp bốc thế này là cô trộn đều lên là cô bốc thế này thôi, còn cái kia mình bảo vệ thì tuyệt vời lắm. Vâng. Không lo nó hư được. Dạ. Yeah. Ừ. À đúng rồi. Thì ở bên nhà thuốc mình là có thuốc đau dạ dày không chị? Có em. À đúng rồi. Tại vì em ra ngoài này thì em tiện thể em lấy bốc thuốc cho đau dạ dày cho cậu của em luôn. À rồi đây. Thuốc thì, đau dạ dày ạ. Đây những cái này chị cũng để sẵn để chị gói chị gửi cho bệnh nhân buổi chiều nay thôi, nhưng mà thế nữa chị sẽ lấy vào trong kho. Vẫn còn. Ừ, chị sẽ gửi cho chị lấy cho em cái bì khác. Rồi. Còn những tất cả những cái này thì nhà chị sẽ để sẵn đây để gửi cho bệnh nhân rồi. À mấy cái này là chuẩn bị đem đi gửi đúng không? Buổi chiều để đóng vào thùng để gửi. Nhưng mà chuyến này là cái thuốc đau dạ dày mà em lấy là nó sẽ là cao bột hay là kiểu thuốc như này? Nên là bây giờ thì dùng cái dạng bột đây này. Ừ. Nếu mà bác mà bị đau dạ dày thì dùng cái dạng bột đây này. Thì nó tiện hơn.
Nếu mà cả bị đau bụng mà hay ăn trái thức ăn mà đau bụng mà sống phân ấy, hay là phân lỏng, phân nát thì dùng thêm dạng cao đây này. À. Cao đường ruột. Ừ, thế nếu hỏi bác xem là để cụ thể xem là vâng. chứng bệnh thì để chị bốc thuốc cho nó không chuẩn. Không, đau dạ dày hay ợ chua. Ợ chua thì nó là dạng trào ngược em ạ. Đúng rồi. Ừ. Tại vì sôi nóng uống cái này này. Tại vì cậu hay xuống nhà em á thì cũng hay nói là đau dạ dày á, kêu dặn em khi nào mà có dịp ngang qua đây thì lấy cho cậu luôn. Nên là tiện thể em lấy luôn. Ừ, tí nữa chị lấy cái khác ở dưới kho. Còn vâng, cái này là chị gửi cho bệnh nhân rồi. Rồi rồi, ok chị. Ừ, rồi. Đấy, thì em hỏi lại cậu xem là đau như thế nào, cái triệu chứng để báo lại chị. Ví dụ như là cả đau bụng thì chị uống cả kèm cao. Ừ. Ừ, nếu mà đau bao tử không trào ngược không thì chỉ dùng loại này thôi. Ừ. Đau bụng mà ăn trái thức ăn hay đi ngoài sống phân thì mới dùng gọi là cao đường ruột. Đấy, vâng. Đây này. Thế để em gọi cho cậu của em luôn nhé. Vâng. Vâng. À Trọng này, cái bữa trước mà em ra lấy thuốc của nhà cho mấy cái bác hoàn cảnh khó khăn đấy thì đau nhức xương khớp đấy, về các bác uống thuốc nghe thế nào rồi? Cái bác là à, mà... mấy cái hoàn cảnh mà trước em bốc đó hả? Ừ, cả cái bác này chạy xe ôm ấy. À, mấy cái hoàn cảnh đi bốc thì họ uống cũng đỡ rồi, cũng hết rồi. Nhưng mà em có dặn á là nếu mà uống hết rồi, nếu mà hết đau nhức luôn á thì thôi khỏi phải gọi, nếu mà uống vô mà nó đỡ mà hết thuốc rồi á mà muốn mua tiếp á thì em kêu là gọi cho bên chị. Nhưng mà có ai gọi cho bên chị không? Có bác nào gọi không? Hôm đấy cái bác cái bữa thì em vừa mang thuốc về thì bác cũng điện ra để hỏi bác nào? Cái bác chạy xe ôm. À bác xe ôm. Ừ, bác hỏi cái cách sử dụng thôi. À. Thì chị cũng hướng dẫn cái cách sử dụng thì bác cũng điện lại cảm ơn gia đình. Vâng. Ừ. Không thì em trao thuốc cho họ là em cũng có đưa số điện thoại cho họ mà. À, nên là em cứ nói với họ là có gì là họ cứ gọi trực tiếp qua cho bên mình luôn. Rồi, dạ. Gọi trực tiếp cho bên cô thì cô tư vấn rồi nói chuyện rồi nó vâng. Nó minh bạch hơn. Dạ. Tại vì cháu không chuyên môn. Vâng. Cháu chỉ có làm cái người là để gọi là làm ơn để giới thiệu, làm ơn để mà đưa thuốc cho cái người người ta bất hạnh thôi, người ta không có tiền thôi. Vâng. Thì cháu giúp đỡ coi là cho tiền mua loại thuốc cho người ta thôi, còn cái vâng. bệnh tình thì cô phải tư vấn thì vâng. mới biết được. Thì cũng có nhiều người hỏi cháu á. À đúng rồi chị Hà. Ừ. Là tại vì em làm YouTube á thì em có rất là nhiều khán giả, các cô các chú mà lớn tuổi ở bên em á, họ cũng hay gọi cho em, họ hỏi về thuốc á, tại vì họ xem những cái video mà em đi lấy thuốc cho mấy cái hoàn cảnh khó khăn á. À rồi. Thì họ hỏi em rồi họ muốn xin số điện thoại của bên chị á, nhưng mà lại em lại không có dám cho, tại vì không biết là nếu mà em cho thì có phiền đến nhà thuốc bên chị không. À không sao đâu Trọng ơi, nếu mà các bác khán giả mà cứ mới cần số điện thoại của nhà chị thì em cứ cho các bác, không sao đâu. À. Thì các bác cứ điện alo trực tiếp nhà chị, thì các bác nếu có không may bị bệnh cái gì thì nhà chị sẽ tư vấn trực tiếp, lúc đấy thì nhà chị có chuyên môn các thứ. Để nói về thuốc mà. Thế mà thì nếu mà đấy nói thì tốt hơn. Nếu mà mai mốt mà các cô các bác mà hỏi là em cho số nhá. Ừ, thì ừ, tại ừ. vì họ cứ hỏi em thì bệnh này chữa được không, bệnh kia chữa được không. Hỏi nhiều lắm, nhưng mà thực sự là em đi quay phim suốt, em không có nhiều thời gian em trả lời. Rồi, em không có thời gian nhiều. Rồi. Hỏi em nào là trào ngược dạ dày, rồi nào là xương khớp, rồi tá tràng. Hỏi em rất là nhiều luôn. Nhưng mà thế thì bây giờ là nhà thuốc bên mình là hiện tại là có bao nhiêu loại thuốc chị? Ôi bây giờ mà chị kể ra với em thì nó dài lắm, rất là nhiều loại bệnh nhà chị có thể chữa được khỏi. Ừ, rất nhiều đây này. Nhưng mà những cái loại thuốc mà nổi bật nhất của bên chị á? Nổi bật nhất là bài thuốc xương khớp chữa về đau nhức toàn thân. À. Với bài thuốc viêm xoang, với bệnh trĩ nội, trĩ ngoại, bệnh gan, dạ. sơ gan cổ trướng, hoặc là vàng mắt, vàng da. Ô, nói chung là nhiều, bệnh sỏi thận, sỏi mật. À. Thì đau đầu tiền đình nó nhiều lắm. Đây, cho đây chị chỉ cho. À. Đây. Đâu? Ở đây, những cái bài thuốc đây là viêm xoang nhá. Đây. Cái này chị cũng để chiều chị gửi cho bệnh nhân rồi này. Những cái này là mấy chai này viêm xoang này là loại xịt đúng không? Ừ, cái này loại xịt phải kết hợp cả đây này. Cái này uống này. À. Ừ, cái xịt bị uống, nếu mà bị viêm nặng mà viêm đa xoang thì chị cho cả cái dạng uống. Vâng, đây là cái dạng đun này. Vâng, đây là viêm xoang. Ừ, bình thường thì cao này là cao gì đây? Cái này thì à rồi. Cao sinh lý này này. Ừ. Cái này thì yếu thận đấy. Ừ. Dành cho mấy người yếu sinh lý à? Đúng rồi. À. Sinh lý thì cái này nó vâng. sẽ được kéo dài cái thời gian. Cái này hôm bữa thì này. Chị nói thì em biết rồi. Cái này về sỏi thận này. Cái này cả tiểu đường. Này tiêu u này cũng có. Nói chung vâng. là tiểu đường thì mình
nếu mà nhẹ thì mình cho uống cái này với kèm thuốc viên, nếu mà nặng quá thì cho cả cái thuốc sắc này này. Đâu? Mấy cái này là mấy cái này thì gọi là thuốc sắc hả? Ừ, cái này thuốc sắc. Thuốc nếu sắc mà hay là thuốc sắc? Thuốc dạng sắc mình nấu ấy, em. Đây cái này những liệu trình này chị gửi cho bệnh nhân hết rồi, những cái này này. Đây là thuốc gì đây? Tiểu đường cái à? Này là chữa về tiểu đường cả dạng viên với dạng đun này em này. À. Ừ. Thì cái tiểu đường này là cái lá cây nó lại nhiều. Đúng rồi. Cái xương khớp kia thì em thấy toàn là dễ gây với gốc, mà tiểu đường lại là lá cây nhiều nếu hơn. Nếu mà nói về thuốc thì là xương khớp là nó nhiều vị nhất. Ừ. Ừ đấy. Đây cái này là cái này mất ngủ này. À, có cả có vụ thuốc mất ngủ nữa hả chị? Ừ đấy. Mà cái này đa phần dành cho người già hay là cái này mọi lứa tuổi em ạ? À. Nhưng mà thường thường là những người mà mua thuốc này bên chị là cao tuổi ạ? Thường là cao tuổi thì mới mất ngủ. À. Ừ, đây còn cái này này cũng như cái đợt trước mà lấy thuốc gan đây này. Ừ. Cái này là đào thải độc gan này, điều tiết men gan cao. Ừ. Thì đây, nếu mà nặng thì là mình dùng sắc, mà không thì mình dùng cả hai thứ này, nó kết hợp là tốt nhất này. Ừ, cả dạng cao này, vâng. Đào thải rất là tốt. Còn đây anh chị? Ừ, cái này là sỏi thận đấy em. Ừ. Ừ, cái này ở chiều chị cũng gửi hết cho các bệnh nhân. Cái này sỏi thận thì uống kèm cái này dạng sắc này, cái này đun uống nhiều nước hơn. Ừ. Thì là nó sẽ tốt này. Vâng. Ừ, thì nó sẽ tẩy nó bào nó theo nước tiểu ra này. Dạ. Đấy, là tẩy sỏi này. Còn cái này cũng đau đầu tiền đình này, hoa mắt chóng mặt buồn nôn đây. Vâng. Cái này cũng là một liệu trình đây. Thì trong đây. Nhà thuốc này là có rất là nhiều loại thuốc luôn mọi người. Thì Trọng nói cái câu này thì mong tất cả các cô chú, các ông bà cũng thông cảm cho Trọng nhá. Tại vì mọi người gọi cho Trọng rất là nhiều, hỏi là nhà thuốc của bà Lan rồi có thuốc này hay không, rồi có thuốc kia hay không. Thế nhưng mà Trọng đâu có biết hết được đâu. Thì mọi người gọi như vậy thì nhiều khi Trọng cũng đi làm rồi Trọng cũng không thể nào mà Trọng nghe máy được. Nên là vì vậy nếu mà mọi người... mai mốt nếu mà mọi người mà cần hỏi thuốc này thuốc kia hay là mọi người khám bệnh như thế nào thì mọi người cứ gọi trực tiếp cho nhà thuốc. Thì như nãy em nói với chị á là em cho cái số điện thoại của nhà chị cho khán giả bên em được không? Nếu mà được, họ em ạ. Được. Ừ, thì cứ cho khán giả biết là ai có cái bệnh gì đau nhức thế nào hoặc là các bệnh gì thì cứ alo trực tiếp cho nhà chị. Tại vì tư vấn. Dạ, các cô chú thì ông bà cứ gọi cho em rất là nhiều. Ừ. Em thì em đi làm suốt nên là em đâu có biết thuốc này bệnh tình đâu mà em tư vấn á. Nên là bây giờ nếu thế thì chị Hà có thể đọc số điện thoại cho lên cho em nghe rồi cho khán giả bên em họ nghe nào. Ừ. Nếu mà quý khán giả của em, của Trọng mà cần những tư vấn về cái thuốc nhà chị thì cứ bảo các bác là cái số điện thoại nhà chị là số của mẹ chị là một cái số là của duy nhất hai số thôi. Dạ. Ừ, là 0388322571 là của mẹ chị, của chị là con gái của bà Lan là 0989213662. Đó, duy nhất có hai số điện thoại này. Là hai số đang để rồi, trên rồi, bảng kia luôn đúng không? Ừ. Thì đang hai cái số thì đang ở trên cái bảng kia luôn. 0388322571 và 0989213662. Nếu mà các cô chú mà gọi hỏi em thì em đưa số nhá. Rồi nhé. Đấy. Cái này nhà chị hay bệnh nhân hỏi nhiều nhất là cái bệnh này em này. Dạ. Hầu như là ngày nào cũng có người hỏi về cái này nhà chị. Cái này là thuốc gì chị? Thuốc rất nhiều. Đấy. Cái này về chữa đau nhức xương khớp, cao bách thảo đây này. Cao bách thảo, bách tức là nhiều thứ rễ cây để nấu cô đặc nó thành cao để chữa về đau nhức xương khớp. Vâng. Đau toàn thân, viêm đa khớp, thần kinh tọa đấy, thoát vị đĩa đệm. Vâng. Đấy thì dùng cái này tổng hợp. Cái này thì thuốc tổng hợp, cái này thì bọn chị để chiều để gửi cho bệnh nhân rồi. Vâng. Nhưng mà ai bị đau thế nào thì nhà chị lại bốc thêm thêm chuyên sâu vào. Vâng. Đấy, còn cái này này viêm xoang này. Vâng. Viêm xoang thì đấy như cái nãy chị giới thiệu với em đấy. Thế là cái này thì vừa nếu mà bệnh viêm đa xoang nặng thì kết hợp cả uống sắc này, với uống dạng viên với xịt mũi nữa. Vâng. Đấy, kết hợp ba thứ ấy, thì nó mới khỏi dứt điểm được. Vâng. Nếu vậy bình thường thì chỉ dùng hai thứ thôi. Vâng. Nhưng mà nặng quá thì phải dùng đến ba thứ. Vâng. Kết hợp. Còn cái này thì mùa này thì nó như mùa đông thì hay dùng cái này ho này. Vâng. Cái này là phù hợp cho mọi lứa tuổi. Ho. Ừ, vậy là tổng cộng ở đây là bên chị là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 loại thuốc là chính à? 8 loại nhưng mà còn không thể giới thiệu hết cả cái bệnh này như yếu sinh lý cũng có. Nhưng mà chị đợt này thì chưa có đơn
chưa có người hỏi. Ừ. Thì hôm nay thì chỉ có những cái này thì chị xếp sẵn thôi. Ừ. Cái nào mà hôm nay mà chiều gửi chiều nay thì chị xếp sẵn. À. Còn những cái bệnh khác thì hôm nay chưa ai gọi thì là chị chưa sắp, nhưng mà còn nhiều thứ thì không thể kể được hết. Dạ. Đây, thuốc của cháu Trọng xong rồi này. Vâng, xong rồi à bà? Xong rồi. Vâng. Thế thì ra đây bà cháu mình ngồi. Đi. Đây, Trọng này, cái này bây giờ em về em chỉ luôn cho bệnh nhân dùng nhé. Vâng. Này, thứ nhất là cái này là mỗi một thang này đun, bảo các bác ấy đun uống 2 ngày em nhé. Vâng. Ừ, cái này trong vòng 15 gói là uống vào 1 tháng này. 15 gói là 1 tháng. Đây là một liệu trình ấy. Cái thứ hai là cái loại này cao này, cao bách thảo là 100 loài thảo dược này, nhà chị nấu cô đặc thành cao, cái này chuyên chữa về thoái hóa. Vâng. Đau nhức xương khớp đây này, kết hợp vào thì nó nhanh khỏi hơn này. Đấy, uống kèm cái này nó rất là. Cái này là đổ rượu vô uống à? Không, cái này thì mình cứ cắt ra từng miếng bằng đốt ngón tay này, mình pha nước sôi hoặc mình nuốt luôn vào bụng như kiểu thuốc tây ấy. À. Tóm lại là mỗi một miếng là chia làm 10 ngày, mỗi một cái này là đổ rượu vào. Ừ, còn cái này thì đổ rượu vào 2 ngày sau là bắt đầu mình xoa bóp. Rồi. Cứ đau đâu mình xoa rồi, bóp. Rồi, cái này là đổ rượu vào rồi xoa kết bóp. Hợp à. Còn có cái này thì chị cho dẫn vào đây hết rồi. Vâng. Thế thì thôi thì em về thì em trao cho họ, rồi em sẽ kêu họ là gọi cho bên chị nhá. Rồi. Thì đây là cái tờ hướng dẫn này có cả số điện thoại kia đúng không? Có đây, có số điện thoại của mẹ chị là cái số là đây. Cái số trên là 0388322571 đấy. Còn của số chị Hà là cái số này 0989213662 Trọng nhé. Rồi. Nhưng mà em trao cho bà đấy thì em cứ kêu bà đấy gọi trực tiếp qua cho chị Hà, bà Lan thì bà chỉ cho nó ấy hơn. Vâng. Được. Thì nó sẽ dễ hơn. Bác liên hệ trực tiếp với nhà chị. Vâng. Hai số đấy gọi số nào cũng được đúng không? Gọi số nào cũng được, bất cứ lúc nào. Vâng. Nếu mà số máy này bận thì gọi số kia. Tại vì nhất gửi chỗ nào chỉ có hai số thôi mà. Vâng. Số điện thoại 571 với 662. À, vâng. Cái này mình bỏ vào trong đấy hay là mình bỏ riêng? Bỏ vô được vừa được không? Tại vì em đi máy bay là nó rất là cồng kềnh. Cho thêm một cái bì nữa cho nó. Vâng. Chắc. Đây. Đấy. Chị cho lấy thuốc dạ dày cho em, về sợ lại trễ giờ máy bay như hôm trước. Vâng. Đến chiều là 6 giờ là bọn cháu bay về rồi. À thế à. Vâng. Đây đây. Thế cũng sắp gần đến giờ. Đây đây. Vâng. Đây, thuốc của em đây. Cái này thì đau dạ dày đúng không? Cả dạ dày với cả đường ruột nhé. Đây, cái này là một liệu trình đây. Cao. À cái bột này là bột pha hay là thế nào? Cái này có cũng có chỉ dẫn. Vâng. Có chỉ dẫn hết. Pha với nước sôi nóng về, em bảo bác cái lưu ý là pha nước sôi nóng nó mới có tác dụng em nhé. Vâng, pha nước nguội nó không tốt lắm đâu. Rồi. Pha nước sôi nóng. Ừ. Với cả cái này uống kèm vào cái cao này nó ai ăn bị đau bụng sống phân đấy, đường ruột đấy, cái này uống kèm vào thì nó khỏi dứt điểm đến da luôn. Thế thì của em tổng hết bao nhiêu để em trả tiền cho bên mình luôn nhá? Thôi thì em cũng hay đi làm từ thiện rồi các cái mảnh đời bất hạnh nhiều rồi, thôi thì riêng cái xương khớp thì thôi nhà chị với mẹ chị thì sẽ tặng em về em làm từ thiện cho các lại cho những lại người. Lại tặng à? Ừ. Tôi tặng cho người ta nghèo khổ. Không, cháu trả tiền chứ sao lại tặng? Thôi cháu trả tiền thì cho gửi cho cô gửi cái này, còn cái này tặng cho cái cho các em nó có động lực một tí thôi. Cái này là cô tặng cho cái người đấy. Cô nhìn thấy cái điều kiện hoàn cảnh người ta quá khổ, mỗi một ngày người ta chỉ làm được 20-30 thì hai mẹ con ăn thì quá khổ luôn. Vâng. Chứ lần nào cháu ra ngoài này cháu ghé vào đây là cửa hàng thuốc của mình lại tốn kém. Thôi cháu đi làm phúc thì cô cũng nghề làm phúc mà. Vâng. Thôi thì cũng tiền nong thì cũng không biết bao nhiêu nó đủ, gọi là tình cảm mình chỉ một ly một like, các cụ nói rồi, chỉ một ly một like. Vâng. Gọi là một đồng gạo nếp thì đăm chín chùa, gọi là tình cảm để mình cũng gửi cho gấm cho người ta một ly một like thôi, thì còn thì đây tiền là thì không biết bao nhiêu cho đủ. Thế là mình quan trọng là tình cảm đúng không đúng bà? Rồi. Chứ tiền bạc là không biết bao nhiêu cho còn đủ. Còn cô lấy bao nhiêu tiền thì chắc là anh Trọng cũng phải trả cô thôi, nhưng mà cô thôi thì tình cảm thì anh cũng đi làm giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh, mà cô thì cũng nghề là gọi là nghề các cụ truyền cho cô thì cô cũng làm gọi là làm phúc thôi. Vâng. Cũng có người các cụ nói là có nơi thì bắp sống bắp áo, có nơi thì nấu cháo mà nuôi.
Vâng. Thì cũng có người cô phải lấy tiền, mà cũng có người cô phải làm từ thiện cho những cái người ta quá khổ luôn đấy, thì mình cũng phải giúp đỡ cho người ta. Vâng. Vâng. Thế thì cháu nhận cái món quà này của bà nhá. Vâng. Cháu cũng cảm ơn bà Lan với cả chị Hà rất là nhiều. Cảm ơn nhà thuốc bên mình. Vâng. Tại vì đã cũng đồng hành cùng với cháu giúp rất là nhiều hoàn cảnh rồi. Vâng. Chứ không phải là một lần đầu. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi mà bên mình lại hỗ trợ cho bên cháu thuốc để cháu đi cho hoàn cảnh khó khăn này. Cháu cảm ơn bà Lan nhiều nhá. Vâng. Thế là cảm ơn cháu. Thế thì còn cái này là bao nhiêu tiền thì cháu thanh toán cho bên mình luôn bà. Ừ. Thôi thì cái này thì hai mẹ con nhà chị nhà thuốc tặng về em, về em làm thuốc cho người ta rồi. Vâng. Còn cái này thì nhà chị sẽ tính tiền. Vâng. Đây thì chị đi viết hóa đơn nhá. Vâng, vâng, viết cho em cái hóa đơn nhá. Sau em chuyển khoản nhá chị Hà. Chuyển khoản được không? Được, được. Vâng, vâng, viết cho em hóa đơn đi. Cũng có rất nhiều người người ta nhìn quá khổ, nhưng mà cô cũng không biết người ta ở đâu mà mình giúp đỡ cho người ta. Vâng. May là cháu làm cái việc để làm gọi là từ thiện giúp đỡ những cái người người ta quá khó khăn nghèo nàn đấy. Vâng. Thì cô gia đình cô cũng được gọi là gửi gắm một ly một tí tình cảm đối với những người đấy. Vâng. Cái mảnh đời bất hạnh thì vâng. Cô thấy quá là được thương tâm. Vâng. Đây chị, em chuyển qua rồi nhá, chị kiểm tra trên điện thoại chị xem nhận được chưa. Nó có thể chậm khoảng tầm 30 giây một phút là nhận được á. Được chưa? Đây, có được rồi, rồi đây. Có rồi. Vâng, vâng. Rồi, thế thì chắc là em cũng cảm ơn chị Hà nhá. Cảm ơn bà Lan nhá. Cháu cảm ơn nhà thuốc mình đã giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn ở bên cháu. Cứ mong được cháu mạnh khỏe, rồi cho hai cháu mạnh khỏe thì chẳng rồi thì có mảnh đời nào bất hạnh mà người ta có khó khăn mà người ta đau nhức rồi hay là dạ dày hay là đường ruột hay là người ta bị bệnh gan, sơ gan cổ trướng hay là bệnh trĩ nội trĩ ngoại, tất cả những cách bệnh. Vâng. Mà người ta điều kiện khó khăn quá thì cháu có biết được người ta mà có thể là cháu cũng làm phúc thì cháu ra đến đây rồi cô cũng sẽ có những cái giúp đỡ, thứ nhất là cũng giúp đỡ cho những cái ngành mảnh đời bất hạnh mà người ta vâng. mới biết được, không có mình có thuốc đây mà người ta bị bệnh mà mình cũng không biết người ta ở đâu mà người ta cũng chẳng biết mình ở đâu. Vâng. Nhưng mà may mắn nhưng mà là mình được cháu phải đặc biệt, phải vâng. cực kỳ đặc biệt mình mới giúp vâng. được. Đúng rồi. Cháu thì cháu quay phim cháu giúp đỡ đa phần là nhiều người già, mà người già họ cũng bị, nhưng mà cháu phải xem là những người nào mà thật sự đặc biệt thì đúng cháu rồi. Mới giúp. Phải đúng thế chứ không có vâng. bây giờ anh bảo trong cái kho thuốc của cô, nhưng mà thuốc thang này ngày các cháu các con nó làm phục vụ mà bây giờ mà mình cứ từ thiện thì lấy đâu ra để nuôi các con cháu được. Đại khái là vâng. mình anh nói thì anh thông cảm vâng. không phải mình cho mà mình kể đấy, là cô cũng muốn nói cái ý của mình là như thế, gọi là ai mà thật sự khó khăn thì mình sẽ giúp thật đỡ sự đặc biệt đúng đấy, không đặc biệt khó vâng. khăn thì mình sẽ giúp đỡ thôi. Nhưng mà những cái hoàn cảnh mà cháu giúp cháu ra ngoài này cháu lấy á, đa phần là cháu đã xác minh hết tất cả rồi, vâng, cả kể cả ủy ban với các thứ là họ cũng xác nhận đúng là rồi. Rất là đặc biệt đúng nên rồi. Là cháu mới giúp. Vâng, vâng. Vâng. Thế mà ngày người ta còn già làm còn làm được mà ta còn sống được thì người ta cũng phải làm, chứ mình cũng phải làm gọi là được một tí thuốc đấy, anh nhìn thấy không biết là bao nhiêu công đoạn mà quá vất vả luôn đấy, thật sự đấy. Vâng. Ừ. Vâng. Thế cháu chắc là bây giờ thì cháu cũng chào bà Lan. Chào chị Hà, chắc bây giờ thì anh em cháu còn phải sắp xếp rồi đi về nữa nhá. Vâng. Vâng. Thôi anh làm nào, chúc anh lên đường mạnh khỏe bình an nhá, không có lại vâng. nhớ máy bay như hôm trước là cô thương lắm đấy. Vâng. Vé máy bay là bây giờ rất là mắc luôn. Vâng. Thì cháu chúc bà Lan với cả chị Hà nhiều sức khỏe nhá. Rồi rồi. Thì lần sau mà bên cháu có dịp nào nữa thì cháu ghé qua này cháu thăm vâng, gia đình vâng, mình tiếp. Vâng vâng. Vâng. Thế nhớ nhá, nhớ ông bà già, nhớ chị Hà. Khi nào mà chị Hà với cả bà Lan có vào trong miền Nam chơi thì ghé nhà cháu chơi. Được rồi, cháu cô Lan có điện thoại của anh Trọng rồi. Vâng. Nhưng mà nhiều lần gọi không có được đâu, Trọng lại bận, chắc là bận nhiều không gọi được. Cô Lan có hay xem những cái video của cháu đi có, rừng đi núi không? Xem. Mấy cái đấy là rừng núi ở quê hương cháu đây. Nhưng mà có dịp thì mời cô Lan với cả chị Hà vào đây chơi nhá. Rồi. Vâng, thế cô Lan với cả chị Hà giữ sức khỏe nhá. Vâng, vâng, thế vâng. chào cháu nhá, về mạnh khỏe nhá. Thì bây giờ là Trọng cũng đi về trong miền Nam để trao thuốc cho bà ca cọ luôn nhá. Thì Trọng cũng tranh thủ để Trọng về nhà luôn. Ok mọi người, thì bây giờ là Trọng đã đi về tới nhà rồi. Nên là bây giờ là ngày hôm nay là Trọng lên đây Trọng đưa thuốc cho cô ca cọ luôn nhá. Thì cô đang có ở nhà luôn kìa. Cô ơi. Vâng, con chào cô. Con đi mua thuốc về rồi này. Dạ đi.
Nay cô không đi rừng à? Không. Sao lại không đi rừng? Cô đau lưng, cô đau khớp, không đi được. À, cô dán cái gì đây? Dán thuốc dán á. Dán cái này làm sao mà hết đau được? Đau, đỡ có một tí thôi. À, thế là nay là ở nhà? Ừ, nay ở nhà. Đau quá à? Ờ, đau quá, cô mà không đi được, không bước được chân à. À. Nên mà cô gùi nổi, không gùi được. Không gùi được hả? Ừ, đau quá, cô không gùi được cái gì. Cô ăn cơm chưa? Chưa. À. Đây, cháu đi lấy thuốc về cho cô rồi này. Cô vào đây. Chị kia rồi, chị kia. Còn thương nhà. Qua này chị ấy có phá côn nữa không? Ừ, hôm qua còn phá chứ. Mấy bữa nay nó phá hoài à. Phá hoài à? Ừ, hôm qua tới 11 giờ mới phá, phân còn phá ấy. 11 giờ đêm hay sao? Ừ, 11 giờ đêm mới phân còn phá ấy. Ô, phá cô còn ngồi ở đây nè. Ăn ở, nó phá ở này đó. Rung cỡ như vậy nè. 11 giờ đêm mà vẫn còn phải ngồi ở đây chồng. Vẫn còn ngồi ở đây này, còn ngồi ở đây hôm qua. Bởi vậy cô ca cọ mà cô cứ đi rừng rồi cô cứ ngồi đây suốt đêm để cô trông con của cô đó, nên là cô đó bị đau nhức. Đây cô, thuốc này cô cọ ơi. Ừ. Cái thuốc này thì cháu, cô ngồi xuống đi cô cọ. Đây cô ngồi cục gạch này. Cháu đi ra ngoài Hà Nội á, thì như cháu nói với cô ngày hôm trước rồi, là cháu ghé vô rồi cháu lấy cho cô luôn. Thì thuốc này là thuốc đau nhức xương khớp. Thì hôm bữa cô nói là cô bị đau nhức tay chân đúng không? Tay chân nữa. Thì đau nhức cháu, cháu đi ra ngoài đó thì cháu nói chuyện với bà thầy thuốc á. Thì cái bà thầy thuốc này thì bà rất là giỏi. Tại vì chị đó, ok. Chị đó. Chào chị. Thì bà thầy thuốc này nó bà rất là giỏi. Nên trước giờ là cháu đã lấy thuốc này cho rất là nhiều người họ uống. Thì họ cũng đã khỏi rồi, nên hoàn cảnh của cô thì cháu cũng kể cho bà thầy thuốc nghe. Thì bà thầy thuốc thấy cô cũng rất là tội. Nên là thuốc này á, là bà thầy thuốc là bà tặng cho cô luôn. Cái này là bà tặng luôn chứ bà không có lấy tiền. Vậy hả? Cháu tính ra là cháu mua cho cô á. Cháu tặng cho cô, nhưng mà cuối cùng ra ngoài đó thì bà thầy thuốc bà không lấy tiền. Bà tặng cho cô luôn. Thì trong cái video này thì trọng cũng xin gửi lời cảm ơn đến bà Lan, thì ở bên nhà thuốc đã tặng thuốc cho bà ca cọ. Đây để cháu hướng dẫn cô sử dụng nhá. Cái này là tổng cộng là có 15 bọc. Cái này là thuốc sắc, nên là mỗi lần là cô nấu nước lên là cô sử dụng được 2 ngày. Tất cả cái này là sử dụng được 1 tháng. Cái này là cô đun sôi nước lên rồi cô uống. Uống như kiểu là mình uống nước trà vậy đó. Cô hiểu không? Hiểu rồi. Rồi đây. Còn cái chai này là cô để xoa bóp đôi cái chân của cô. Nãy cô dán cái gì? Cô dán cái này vô cho nó đỡ nhức đúng không? Thì cái này nó cũng tự tựa là như vậy. Cô dán cái này thì nó cũng không có hết đâu. Cái này đâu có hết. Cô đi mua rượu, cô mua khoảng tầm 5.000 rượu trắng á. Cô đổ vào trong này khoảng 2-3 ngày, 2-3 ngày hoặc 1 tuần không. Cô xoa bóp, cô bôi lên chỗ nào cô nhức cô bôi lên rồi cô xoa bóp nhá. Còn cái này là cô cấm này. Còn cái này là cao nhá. Cái này thì, cái này hôm bữa bà Lan bà hướng dẫn sao nhỉ Kiệt nhỉ? Em quên rồi nhỉ? Cái này một là mình chỉ ngậm luôn anh. À đây đây. Thì tất cả những cái thuốc này là trên cái tờ giấy là đều có để cách hướng dẫn sử dụng này. Thì cái này cô sử dụng là cắt bằng đốt ngón tay, ăn trực tiếp hoặc pha với nước sôi uống ngày 3 lần vào sáng, trưa, tối. Là cô có thể ăn trực tiếp một cái miếng nhỏ hoặc là cô pha với nước sôi cô uống. Nhưng mà cái này kiêng là thịt chó với cá mè nhá. Cô có ăn thịt chó không? Không, cô không ăn. Cái này là kiêng. Vâng. Thì ở trên này thì tất cả là 3 cái này. Đây là cái này là cũng có cái tờ giấy này, cũng có hướng dẫn. Cái tờ này cũng có hướng dẫn, cái này cũng có hướng dẫn. Nhưng mà cô ca cọ là cô có biết chữ không? Không biết. Cô không biết chữ à? Không biết chữ. Thế nhưng đây là có cái số điện thoại của nhà thuốc này. Cô có biết số không? Không biết số luôn. Nếu mà cô uống thì cô bảo con gái lớn rồi chỉ cho cô. Thì bây giờ là tại vì cháu chỉ cho cô một lần, nếu mà cô không nhớ nhá thì cô có thể gọi cho cái số này. Nhưng mà lại cô không biết chữ. Thì để cháu đọc cho cô nghe nhá. Cái số này là số 0388 322 571. Là số của bà Lan, bà nhà thuốc này. Còn cái số 0989 213 662 là của Lương Y Triệu Thị Thu Hà.
là con gái ruột của bà Triệu Thị Lan, là cái bà mà cho mình thuốc này cô. Thì hai cái số đó thì cô gọi số nào cũng được, cô gọi rồi cô hỏi thăm. Vâng, tại vì nếu mà cô không biết uống hay là hướng dẫn như thế nào á, thì cô muốn biết thêm chi tiết á, thì cô gọi cho bà thầy thuốc này. Thì con có dặn bà rồi là nếu mà cô gọi thì bà đấy sẽ hướng dẫn, rồi bà đấy chỉ thêm cho cô. Vâng, cô chịu khó cô uống nhá. Dạo này cô thì đau nhức nhiều lắm à? Đau nhức ở đây nè, đau đầu cội là đau đến lưng, đau ngang lưng luôn á. Đau ngang lưng luôn. Ừ. Cái này thì cháu kêu họ lấy là họ bốc thuốc nhiều. Nhìn chị này chị hung dữ quá cô. Mấy bữa nay nó quậy hoài. Quậy à? Ừ. Cô đâu có tới mà một giờ như hôm qua cô mới ngủ được. Ấy. Tay của chị ấy bị sao kìa? Cứ bơm như vậy ạ. Thế nha, về cái phần thuốc men này là cô cháu nói vậy cô hiểu qua rồi đúng không? Ừ. Nhưng mà cô còn một người con gái lớn nữa đúng không? Ừ, có. Thế nếu mà có gì mà cô không hiểu thì cô kêu con gái lớn của cô gọi cho hai cái số này nhá. Hai cái số mà nãy cháu đọc cho cô đấy. Thì là cô gọi đi thì cô hỏi thêm bà thầy thuốc, bà chỉ cho. Thì chắc là bây giờ là Trọng cũng kết thúc cái video này tại đây luôn mọi người. Thì Trọng cũng cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian xem video của Trọng. Và đặc biệt hơn là quan tâm đến gia đình của cô Ca Cọ, người mẹ già nuôi đứa con gái bị tâm thần. Thì bây giờ mọi người xem những cái video về hoàn cảnh này của Trọng thì mọi người thấy cái video của Trọng có hay và ý nghĩa không mọi người? Thì nếu mà mọi người cảm thấy video của Trọng hay và ý nghĩa thì mọi người cho Trọng xin một lượt đăng ký kênh, like và chia sẻ video nhé. Để Trọng có thêm nhiều động lực nữa để Trọng đi giúp thêm những hoàn cảnh khó khăn để chia sẻ lên cho tất cả mọi người xem. Thì Trọng xin chân thành cảm ơn.